về cái lý tưởng chúng ta xây dựng cho một cộng đồng và mong muốn đưa giáo dục tận gốc của Việt Nam vào trong cư dân để bồi dưỡng cho chúng ta hướng đến đại diện và toàn diện cũng như thế hệ sau của chúng ta. Thì với những cộng đồng mong muốn của Kitô đã có một cái sự ghi nhận đó, cảm nhận được đây là một cái sự hợp tác rất là đặc biệt. Thì anh Hồ Nam đã đồng thuận để cùng với nhau, cùng với cộng đồng của chúng ta xây dựng một cái môi trường sống xứng đáng sống nhất, để chúng ta có thể kết hợp vừa chúng ta có một cái môi trường sống quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chúng ta lại được bảo hộ bởi chiến lược giáo dục tận gốc. Thì được sự đồng thuận của anh cũng như thành viên của tập đoàn thì chúng ta có một cái buổi hợp tác ngày hôm nay, và chính thức chúng ta sẽ cùng với nhau đồng hành để tạo ra cho ra đời một cái không gian, một cái môi trường sống tốt nhất có thể cho người dân Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta có thể cho chàng pháo tay, cộng đồng nhất chúng ta có thể cho chàng pháo tay tri ân vì mình làm và những quá những người đồng hành cho những người của chúng ta đi nè. Trân trọng biết ơn anh ạ. Nhắc đến ngày hôm nay thì toàn cảm thấy rất là xúc động, bởi vì hơn một năm trước chúng ta đã từng khởi tạo dự án thứ một, đúng không các chị? Hôm đó có ai tham dự có thể đưa tay cộng đồng em đúng không ạ? Chúng ta đưa lên bản vẽ, chúng ta vẽ một cái bản vẽ riêng, chưa có bất kỳ đất đai hay chưa có bất kỳ nơi nào hết, thì chúng ta đã công bố với cộng đồng là chúng ta sẽ làm Big Home. Thì ngày hôm nay Big Home đã chính thức có mặt anh chị, và đó là sức mạnh của là đặt tâm trí, đúng không ạ? Yes. Sức mạnh của là đặt tâm trí. Và toàn rất là xúc động, bởi vì ao ước để hỗ trợ cho cái thế hệ sau là cho các con. Thì tới thời điểm này thì cộng đồng chúng ta cũng biết cái hướng đi của Quýt này. Quýt định vị là mượn kinh doanh để làm giáo dục, và tất cả các tài chính được kiếm được định hướng lại cái sự trưởng thành tận cùng của các con trong tương lai. Thì chúng ta đang có một cái sự bảo hộ rất lớn đối với cộng đồng của chúng ta là các anh chị mentor, master và các anh chị đã tham gia học tập tại trong cái môi trường giáo dục của chúng ta, môi trường nhà của Quýt. Mượn kinh doanh để làm giáo dục, đây là triết lý đi mà chúng ta sẽ đi xuyên suốt. Và dự án chúng ta khởi tạo tới thời điểm này đối với cá nhân còn thì còn khởi tạo dự án này bước đi của chúng ta 49 năm. Sau đó thì ai kế thừa thế hệ đi nữa thì sao ạ? Thì tiếp tục đi, nhưng trước mắt chúng ta khởi tạo dự án này và kỳ vọng sẽ bồi dưỡng ra các con, các thế hệ sau trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người. Và Quýt Home là một môi trường để chúng ta thực hiện điều đó, các chị. Và trong nhiều năm nay, còn đã khởi tạo nhiều dự án xây quanh Quýt Home, từ Tâm Y Du, các dự án đào tạo huấn luyện. Và tới đây chúng ta mở tập thức nguyện, các chương trình đào tạo nội trú. Thì thời gian gần đây chúng ta đã mở ra đào tạo của chương trình nội trú của dân chủ. Thì chúng ta sẽ từng bước thực hiện cái hoàn thiện cái hệ thống giáo dục của chúng ta và đưa triết lý giáo dục tận gốc của chúng ta len lỏi vào mỗi gia đình, là nền tảng cho chúng ta có thể giáo dục thế hệ con của chúng ta. Và khi Quýt Home ra đời không phải chỉ để chúng ta ở, mà rất là biết ơn ngày hôm nay các anh chị đã đến đây và còn ghi nhận và biết ơn vì các anh chị đã có mặt tại đây và những anh chị chọn lựa Quýt Home để các anh chị sống. Thì đối với toàn góc nhìn của việc chúng ta mua một căn nhà, chúng ta được ở một nơi tiêu chuẩn 5 sao là một sự hưởng thụ, nhưng đối với góc nhìn của toàn đó là một sự gánh vác rất lớn của các anh chị khi các anh chị có mặt tại Quýt Home. Thì chúng ta là công dân kiểu mẫu trong tương lai về một cái khu dân cư, nơi đó mà bất kỳ ai trưởng thành cũng có thể bơi 2 cây số, 4 cây số, 10 cây số. Nơi đó bất kỳ ai trưởng thành đều có thể chạy 21 cây số. Nơi đó bất kỳ ai trưởng thành thì cũng lấy trí tuệ, tâm thái, nhân cách
phẩm chất, năng lực, thể chất và cả vật chất là nền tảng sống cho mình. Và nơi đó bất kỳ ai cũng có chí lý để có thể đi sống trong cuộc đời của mình. Đó là chí lý giáo dục tận gốc. Và bất kỳ ai cũng có thể bồi dưỡng cái thế hệ sau trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người. Và đó là một sự gánh vác rất lớn của tất cả các anh chị trong quyết phong. Đối với tòa thì đó là một sự gánh vác rất lớn, bởi vì chúng ta mở khởi đầu cho cái hàng loạt các trung tâm, hàng loạt các cơ sở, hàng loạt các tòa nhà ra đời trên toàn cầu trong tương lai. Tốt đi mô hình quyết phong của chúng ta đó là đưa triết lý giáo dục tận gốc vào cư dân, và mỗi cư dân thì có tiêu chuẩn sống vượt xa cái tiêu chuẩn sống thông thường mà hiện nay đang có trên toàn cầu. Và rất là biết ơn thì các anh chị đã có sự gánh vác đó, và đối với đoàn thì đó là sự gánh vác thật sự, và trân trọng biết ơn tất cả các anh chị đã gánh vác ạ. Tất cả những tiêu chí gì quyết là một trong những tổ chức giáo dục các anh chị tới thời điểm này nhiều tầng lớp học tập, và nhiều anh chị có một cái nhận thức, có trình độ, có những cái thành công rất lớn tham gia vào chương trình của chúng ta, tham gia học tập của chúng ta. Qua thời gian khảo sát các đối tác, khảo sát tìm hiểu các đối tác để hợp tác, thì chúng tôi chọn Mambo Capital và thấy được tầm nhìn cũng như cái trái tim rất đẹp của anh kỳ vọng cho đất nước này. Và qua thời gian thì chúng tôi đã khảo sát tìm hiểu thì dự án hiện tại về tính chất pháp lý, về tất cả những cái tiêu chí và những gì mà có thể để có một cái dự án tiêu chuẩn, dự án tốt đẹp ra đời thì hầu như chúng tôi đã tìm hiểu rất sâu sắc rồi. Thì phối hợp của chúng ta nữa đó là phối hợp chúng ta xây dựng một cái môi trường có sự bảo hộ của 7 sự nhận đồng diện, bảo hộ của chiến lý giáo dục tận gốc nữa là được. Và ngày hôm nay các anh chị đến đây quyết định chọn lựa mua biết hôn thì như Toàn đã nói là một sự gánh vác rất lớn này. Còn các anh chị không có quyết định chọn lựa mua đó thì cũng là một trong những các anh chị cũng nhận được giá trị từ biết hôn. Tại vì chúng ta sau khi có chương trình có biết hôn thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều chương trình của toàn cầu, và biết hôn luôn luôn chào đón tất cả các anh chị đến đó. Và cộng đồng mentor, cộng đồng master, cộng đồng dân chủ và các cộng đồng của chúng ta trong tương lai thì có thể được ươm mầm, được nuôi dưỡng và được trưởng thành và phát triển tại biết hôn của chúng ta. Thì đó là cái điều đặc biệt mà tôi muốn gửi đến tất cả các anh chị. Còn rất là biết ơn người thân của các anh chị, cộng đồng mentor, cộng đồng master đã tin tưởng và đồng hành cùng với quyết trong thời gian qua. Và chúng ta sẽ tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều lớn hơn và hỗ trợ cho thế hệ con em của chúng ta ngày càng trưởng thành và phát triển hơn. Rất là biết ơn anh Hồng Nam cũng như tập đoàn, rất là biết ơn tất cả các anh chị đã có mặt tại đây, và biết ơn vì các anh chị đã lấy triết lý giáo dục tận gốc làm nền tảng cho hướng đi trong cuộc đời mình. Trân trọng biết ơn.